quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video này thì mình sẽ làm một cái video riêng luôn về cái nơi mà mình đang đứng, là một cái ngôi nhà, một cái ngôi nhà tại Philadelphia. Và mình rất là bất ngờ với cái ngôi nhà này, mình tới là mình cũng rất là thích cái không gian ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu cho các bạn nha. Thì đây các bạn có thấy không, đây là mình đang đứng trước cái ngôi nhà, gọi là ngôi nhà của chú rể đi, chú rể tên là Tân. Cái ngôi nhà này mình nói về giá trước. Nhà này thì là cái giá của năm 3 năm trước là 330.000, bây giờ tăng bao nhiêu thì mình không biết. Thì ngôi nhà này gồm có nhà rồi, cái nhà này hình như là khoảng 6 phòng ngủ. Còn ở trong kia, là cái hồ bơi. Ở sau nữa vẫn còn đất nữa. Mình quay mọi xem trước nha. Cái này là mình thích nhà quá nên mình muốn giới thiệu cho mọi người xem. Thì cái đây là cái đường đi vô nè. Rồi. Mình không có vô nhà được tại vì cái mang cái tính chất là nó hơi private chút xíu. Mình chỉ đi vòng vòng ngoài thôi. Đây. Đường đi vô nhà. Thì nhà chú rể là hình như là rất thích làm mấy cái cảnh này, rất là chăm chút mọi thứ. Còn ở đây là một cái chỗ này nằm nước nè. Giống như là hồ Đông Bộ á, mọi người gọi là hồ Đông Bộ đó. Đó, rất là dễ thương. Rồi cái xi răng. Đường đi vô đây, tại vì ngày mai á là lễ ở đây nên để làm được cái cổng hoa đây nè, mình trái tim. Thì chú rể rất là chịu khó làm, rất là dễ thương. Hôm nay nhà bên cạnh nè, các bạn thấy cái khoảng xanh đúng không? Bên sau nữa. Nó gọi đây là trước nhà, nhà này có hai cửa lưng, ba cửa lưng, một cửa này, cửa kia và một cửa dưới. Mình tới là mình thấy thích quá nên mình muốn quay cho mọi người xem. Bây giờ mình đi ra hồ bơi đi. Tân thì đang dọn nhà đây, ngày mai chú rể cũng đang dọn nhà ngày mai. Đây là một cái chiếc xe và vì nhà đây là một chiếc xe, nhà của chú rể bữa nay hơi đông người nên dọn clean cái này để hắn. Cái xe này là ở nè. Rồi giờ hồ tua hồ bơi nha. Đây là cái gara nè, mà gara để nhiều đồ quá thì giờ đậu xe ngoài. Đây, hồ bơi. Thì chú rể kêu là muốn bơi thì cứ nhảy xuống bơi. Nhưng mà không ai bơi với mình thì mình không có vui. Ngày mai mốt thì có nhiều người hơn thì vui hơn. Ở đây là cái thảm gọi là trồng mấy cây rau rồi để ăn nè. Bạn coi cái sân sâu của nhà nè, rộng đã không? Mình nhìn là mình rất là cảm thấy là rất là thích. Về hướng bên này thì cái khí hậu nó ẩm, thì nó cũng có nóng có lạnh, nó lạnh thì cũng rất là lạnh, và có tuyết nữa. Nhưng mà cây cỏ bên đây thì nó rất là giống như ở bên Việt Nam, rất là đẹp. Khi mình tới thành phố Phila thì mình thấy mình chưa vô downtown, nhưng mà mình đi rối rìa thôi. Rối rìa thì những cái nhà mà ở xa ở downtown thì đất rất là nhiều, và những cái nhà xây ở đây thì đều là dạng một miếng đất rất là lớn, ở nhà giữa xung quanh là cỏ, trồng cây lá gì đó, nằm hồ bơi cực kỳ là better luôn. Thì đi ra sau đây là khoảng sân, xong rồi mình đi ra sau cho mọi người xem nha. Trồng có rau má rồi luôn mọi người. Thật rất nhiều loại rau ở đây, nhà trồng nè. Xe đạp nè. Nếu mà những cái nhà này mà không có nhiều đồ, clean sạch sẽ thì nó gọi là nó tuyệt vời luôn. Nhà họ rất là sạch sẽ, nhưng mà có một đặc điểm mình muốn nói với mọi người. Khí hậu bên phía miền Đông á, với này miền Tây là bên Cali. Miền Đông là bên New York. Thì bên này á thì cái khí hậu nó là nó
nó rất là gỗ, những cây gỗ đồ thì nó hư hại rất là nhanh đó. Giống như ví dụ như gỗ này nè, ví dụ như ở Việt Nam cũng vậy, ẩm mốc rồi thời tiết nắng mưa nó, mấy cái gỗ nó sẽ bị hư rất là nhanh. So với ở bên cái phía của California, mình đang hiện giờ mình đang ở một cái nhà thuê đã build 20 năm rồi, nhưng mà khi các bạn nhìn ở ngoài đây nè, ở ngoài đây là bằng gỗ thì tất cả nó nhìn nó không biến sắc gì hết, nó từ năm này qua năm kia nó y chang nhau luôn, như là nó không có hư hại gì hết, vì một phần là nước sơn, một phần là không có mưa nắng nhiều, hoàn toàn khí hậu là khô đó. Thì được cái này và mất cái khác thôi, nhưng mà bên mình cái mảng xanh như thế này nó không có nhiều, phải trồng rồi có khi nó chết đó, thì nó cũng mình nên lúc mình qua tới đây thì có cái mảng xanh như thế này nè, mình rất là thích, cực kỳ thích luôn. Và đây mới chính là những cái hình ảnh mình coi trong những bộ phim của Mỹ, là cái nhà xong bắt đầu có hồ bơi, rồi có cái mảng xanh để cho mọi người chơi. Rồi mọi người cuối tuần nè, các bạn nghĩ đi, khi các bạn mua cái nhà cuối tuần, các bạn không cần đi đâu hết, bạn ra đây cả gia đình bạn tắm hồ bơi, có thêm một cái cầu để nhảy này, thì đâu các bạn đâu có cần phải đi đâu đâu, cả nhà đều vui hết á. Rồi tổ chức ăn uống tiệc barbecue ở đây, hai cái chỗ để tổ chức tiệc barbecue này. Đó. Thì cảm thấy quá hạnh phúc rồi, cần gì phải là nếu bạn giàu hơn thì bạn sẽ mua cái nhà to hơn, một miếng đất to hơn, thì nó cũng như đó cái nhu cầu của mọi người thôi. Nếu mà mình thích ở nhà to thì mình vẫn có thể mua được, nhưng mà nó to quá thì mình mệt. Mình sẽ review cho bạn coi cái xe nha. Ở đây là cái xe. Thì cái xe này là mình đã khi mà mình ở Mỹ, mình trước khi mình qua Mỹ nữa, là mình đã có một cái mơ ước á. Đã có một cái mơ ước là mình sẽ mua được một cái xe để mình kéo đi như thế này. Cái đây cái xe này thì nó hơi lớn. Còn cái mà mình mơ ước á, cái mà mình mơ ước á là mình có một cái xe lại ở đây, xong mình build phần sau. Thì bây giờ mình đã được thưởng thức nó. Ở đây. Giờ mình sẽ vô nha, mình sẽ vô cho mọi người xem. Tặng nhau lời xin lỗi. Đây. Đó, thì đây là cái chỗ ngủ nè, đây là cái giường 2 tầng luôn, được 4 người ở đây. Đó, đây là tủ. Rồi trong đây là cái chỗ sofa, nếu mà ai muốn không thích sofa chọn nó luôn. Đây cũng thêm một cái chỗ nè, đây nó rộng không. Nếu mà mình muốn build lại thì mình cứ gỡ hết những thứ này ra, xong mình build lại cái mình thích. Còn đây là cái bếp. Đó, lò vi sóng có đủ hết nè. Thì cái dàn điện ở trong thì nó đã chạy xong hết rồi, chỉ cần cắm đồ thôi. Có tủ lạnh nè, tủ lạnh Boost này, tủ lạnh là có một cái put nè, nó dứt không mở nè, có nhiều vệ sinh nè. Đó, đây là chắc là cái master bedroom. Master bedroom đâu không, đây là họ build chưa có kỹ đó, họ còn bị tốn nhiều không gian đó. Không gian chính của nhà nhìn vô nè, chuyện chịu bức nè. Ở trong đây là mình đón là có thể tới còn khoảng 6 phòng ngủ. Tại vì nên tính chất private của gia đình nên mình chỉ muốn quay ở ngoài cho giới thiệu cho mọi người xem thôi, chứ không có mà không có đi sâu vô. Đi sâu vô thì khi nào được sự cho phép thì mình mới được làm được quay. Và những cái nhà xung quanh nè, mình cảm thấy rất là thích cái mảng xanh này. Đây thì mình đi xa cái nhà mình một chút xíu để mình quay thêm những cái nhà khác cho mọi người xem. Bạn thấy cỏ không? Nó là rất là tốt. Nó là những cái nhà là như thế này không là đều có một cái sân, cái nhà xong có cái sân ở giữa trước sau đó.
nhà nào nhà nấy cách nhau cũng phải rất là xa, và nó cách nhau như vậy để nó mang cái tính chất là private, để nó nhà này không có đụng với nhà kia, rồi có một sự riêng tư. Ở Mỹ thì nó rất là chú trọng về sự riêng tư này. Đó, nhìn cảm thấy rất là thích, cảm thấy là được cái sự gọi là mát mẻ, trong lành, đúng với cái nhu cầu của mình. Đó, giống như là mình làm việc cả ngày mình về mình mệt thì mình có một cái ngôi nhà để mình về, để mình sống và relax cuối tuần này kia nọ. Nhà mà ba bốn chiếc xe mà thấy không, anh đây một nhà nè, thì chắc mình đi tới đây thôi, đi tới như cái khu vực này thôi, xong mình lại quay về. Thì ra ngoài rìa của Philadelphia thì mới có được như chỗ này, thì cũng giống như những cái nơi khác thôi. Bạn khi bạn ra rìa thì cũng mới có nhiều đất để cho bạn xây những nhà mà bạn muốn, những đất lớn mà bạn thích. Thì cái video của này á, mình sẽ kết thúc ở đây, và mình nói về cái video á, mình muốn giới thiệu bạn về cái nơi mình đang đứng là thành phố Philadelphia, cách xe nha, cách xe ra từ đây mà đi vô chỗ downtown là khoảng 45 phút. Đó, cách xe này thì nó đẹp như thế này nè. Còn khi bạn vô thành phố Philadelphia thì nó sẽ rất là khác, và khi nào mà mình vô được thì mình sẽ quay cho các bạn tiếp, và mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem những video của mình về thời gian qua, và cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, và hãy nhớ cho mình một like và subscribe cho mình nhé. Chào tạm biệt.